Rồi đây là cấu hình cực khủng của chim đi đàn ông AVCA1SE. Đặt ruột luôn nha em. Biến thiên nguồn đàn ông và hai tụ lọc nguồn to khủng luôn. Một trong những dòng âm đi khủng long của hãng đàn ông. Rồi về phần sò công suất thì nó sử dụng sò Sanken Hybrid nha. To bằng hai đống tay nha. Hai bên. Còn bên đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 và bên kia là 6 con. 14 con. Bên đây là 6 con nha. Đặt thuộc con nha nè. Cấu hình khủng long. Thank you.